Xin chào các bạn, Neo Cường Phạm đây. Hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về mô hình. Mình đang lắp ráp dở một con mô hình xe Ducati. Thế là mình muốn chia sẻ với các bạn cách mà mình đã dán đề can nước cho con xe này như nào. Thì tại vì sao mình lại phải làm cái clip này? Tại vì trước đây ấy, lúc mà mình dán đề can nước cho Gundam thì cũng nhiều anh em hỏi rồi. Nhưng mà mình thì hồi đấy dán rất là sơ sài thôi. Nhưng mà lúc mà chuyển qua chơi cái kiểu mô hình xe này ấy, thì sử dụng cái tấm đề can của xe máy dành cho mô hình xe này thì nó khác biệt khá là nhiều so với đề can nước của Gundam. Đề can nước của Gundam mình cảm giác là nó mỏng hơn ấy và dễ dán hơn, trong khi cái đề can nước dành cho cái mô hình xe này thì nó dày hơn, nó có nhiều đường bo cong hơn. Mình đã phải sắm thêm cho dán đề can nước này là hai cái lọ này. Ở đây là hai cái lọ Mark Setter và Mark Softer dành cho cái việc mà dán đề can xe máy. Tại vì nó đề can này nó dày quá nên là phải dùng hai cái lọ này. Cái chai Setter này này thì nó có tác dụng là giúp cho đề can nó di chuyển mượt hơn ở trên cái bát nhựa để mình có thể dán dễ dàng hơn. Và bên cạnh đó thì nó có màu đục đục này, nó là cái chất keo thì để đến lúc sau khi khô ấy thì nó sẽ làm cho cái đề can dán chắc hơn. Tiếp theo là cái Mark Softer này thì nó có tác dụng là làm cho cái đề can nó mềm ra để nó ôm bo vào những cái góc cong, và nó cũng làm mất cái viền của đề can, làm cho cái miếng đề can nước ấy nó bám sát vào mô hình hơn và nó che viền đi thì cũng tạo cái độ chân thật hơn. Để dán đề can nước nhá thì chúng ta cần có một vài dụng cụ. Đầu tiên là hai cái lọ mà mình vừa giới thiệu cho các bạn ấy. Tiếp theo một số cái dụng cụ như là kéo để cắt đề can này, nhíp này, nhíp để gắp đề can này, một ít tăm hoặc là dùng tăm bông để thấm đề can. Một vật dụng không thể thiếu nữa đó chính là một cái khay nước. Khay nước thế này thì chúng ta cứ lấy nước sạch của gia đình là được, và cái khay thì nó đủ độ lớn tùy vào cái miếng đề can của các bạn to hay nhỏ ấy, mà chọn cái khay nước to vừa đủ nhá là được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dán thử một cái nhá. Đây mình có một cái pad mô hình này mình muốn dán đây. Đây là một cái pad mô hình, cái pad đầu xe của nó. Và mình sẽ nhìn trên cái bản hướng dẫn dán này của nó này và tìm cái con số ở trên cái tấm đề can lớn và để cắt ra. Ở đây là số 8 và số 9. Đây thì mình sẽ tìm số 8, số 9 ở đây, mình sẽ cắt ra nhé. Ok, hai cái miếng mà mình đã cắt ra đây. Hai cái miếng này thì chúng ta cứ cắt rộng ra một chút, không cần phải cắt sát vào cái miếng đề can đâu, mà để cho nó rộng ra cái khoảng giấy bên ngoài cũng được. Tiếp theo đó thì mình sẽ dùng nhíp này gắp cái miếng đề can và thấm vào trong nước. Các bạn cố gắng là để cho cái miếng đề can nó ngập hết được vào trong nước nhá. Và chúng ta sẽ đợi trong khoảng thời gian tầm khoảng 1 phút để cho cái miếng đề can nó mềm ra và cái đề can nước nó bong ra khỏi cái giấy. Trong thời gian đợi thì mình sẽ dùng cái lọ setter này này, mình mở ra và quẹt một ít lên trên cái bề mặt mà mình muốn dán. Đây là cái khoảng vị trí của nó này, thì mình sẽ quẹt một lượng chấm chấm vừa đủ thôi, không cần phải đậm quá. Sau khoảng thời gian tầm 1 phút đến 1 phút rưỡi thì mình sẽ lấy cái miếng đề can ra, có thể là thấm bớt cái nước của nó đi một chút bằng cái giấy ăn chẳng hạn nhá. Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn, một là sử dụng tăm bông. Nhưng mình lúc mà dùng để dán cho Gundam ấy thì mình hay dùng cái tăm bông này vì mình thấy là nó có thấm nước, có độ ướt ấy và dễ trượt hơn. Mà đề can cho Gundam nó khá là mềm. Nhưng mà với cái này thì mình lại thấy là sử dụng cái một cái que, ví dụ như một cái que tăm này hay là một cái nhíp khác bằng nhựa chẳng hạn ấy, thì nó sẽ dễ co kéo được cái miếng đề can hơn. Đề can dành cho xe mô tô này ấy, nó cũng cứng cáp dày dặn hơn, để mình có thể dùng cái này. Và mình sẽ đặt vào sát của cái bát nhựa và kéo cái miếng đề can này ra thôi. Đấy, kéo đơn giản nhẹ nhàng giữ, và đoạn này cũng cần phải cẩn thận một chút với những cái miếng đề can mà nó dài như thế này này. Mới đầu thì nó không vào vị trí ngay đâu, chúng ta sẽ cần phải kéo cho nó vào một chút. Đến đoạn này thì cũng có thể có kéo thoải mái, tại vì miếng đề can nó chưa khô ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là di chuyển để đặt cái miếng đề can vào đúng vào vị trí mà chúng ta muốn. Công đoạn này cần khá là tỉ mỉ cẩn thận, vì đề can này nó dù sao thì nó cũng khá là mong manh và khả năng hỏng rất là cao ấy, nên là rất là cẩn thận luôn. Đây, ví dụ mình đặt vào đây là đúng vị trí mà mình mong muốn rồi. Sau khi đề can đã vào đúng vị trí mà mình mong muốn thì mình sẽ dùng cái tăm bông này ấy, thấm bớt những cái phần nước đi và quẹt bớt cái phần setter các thứ đấy để cho nó khô toàn bộ cái phần bề mặt này đi. Đấy, có thể quẹt hết mà một đường
là có thể làm khô hết cái phần bề mặt này. Đề can nó đã vào được đúng vị trí rồi. Tiếp theo sẽ đến cái lọ softer nhé. Bình thường không phải cứ dán một cái miếng xong thì mình sẽ bôi một cái lớp softer luôn đâu, mà mình thường là dán cả vát này hoặc dán vài cái để cho tất cả khô một lượt ấy, thì mình sẽ dùng cái softer này trên tất cả cùng một lúc luôn, nó sẽ đơn giản hơn. Đây mọi người có thể thấy là sau khi dán cái đề can này xong nhá, lúc mà zoom vào này thì sẽ thấy là nó thừa một vài những cái màu các thứ ở đoạn chỗ đầu này ra, đúng không? Vì nhiều khi là cái đề can này nó không có vừa zin hẳn và nó sẽ hơi thừa ra một chút. Và đây bây giờ thì mình sẽ bôi cái softer này lên. Đây, và mình có thể là chấm lại một chút để cho nó đảm bảo là nó ôm, nó bám vào cái bát nhựa của mình, để cho đảm bảo các thành phần của cái miếng decal này nó được ôm sát vào cái phần bát nhựa này. Ok, mình vừa dán xong một loạt đề can đây các bạn ạ. Đây kết quả cuối cùng của nó nhá. Cái đề can nó đã được dán rất là hoàn hảo vào đúng vị trí rồi. Và tất cả những cái phần mép mà mấu ở đầu phía trên này này, mà từ lúc đầu ấy, mà lúc nãy mình cho xem ấy, mà nó bị thừa ra ấy, thì cái softer nó đã giải quyết được hoàn toàn. Nó không còn bị thòi ra một chút nào nữa, và nó ôm, cái đề can ôm rất gọn vào cái miếng pad. Rất là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là những cái pad khác cũng thế nhá. Những cái pad như thế này này, đây mình cho các bạn xem. Đấy, các miếng decal đã được dán rất là hoàn hảo luôn. Trước đấy thì lúc mà mình vừa dán xong ấy, thì những cái phần xung quanh mép này ấy, nó thừa, nó thòi ra rất là nhiều luôn. Mà nếu mà để bình thường ấy, mà để cho nó tự ôm vào thì nó sẽ rất là khó mà ôm được. Nhưng mà sau khi mình dùng softer này và mình vuốt lại thì tất cả nó đã vào được đúng vị trí của nó, ôm rất sát vào cái miếng pad mô hình, không hề có hiện tượng là bị thòi cái đề can thừa ra một chút nào cả. Làm cho cái miếng dán nhìn trông rất hoàn hảo luôn. Mình thấy rất hài lòng với hai cái chai softer và setter này. Đúng là cái việc dán đề can nước, kết quả của nó tốt hơn hẳn sau khi dùng hai cái chai này thật. Nếu mà có điều kiện mà làm ấy, mà nhất là với mô hình xe ấy, nên đầu tư hai cái chai này để dán đề can nước thì nó sẽ giúp cho cái mô hình của chúng ta có kết quả rất là tốt. Ok, vậy là kết thúc cái bài chia sẻ nhanh của Neo về hai cái chai Mark Setter và Mark Softer này, cũng như là hướng dẫn việc dán đề can nước như thế nào. Và sau khi dán đề can nước ấy, thì mọi người có thể là xịt phủ bóng thêm cho để cho cái pad của chúng ta có được màu bóng và bảo vệ đề can được tốt hơn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.